Vâng, kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn. Để tiếp tục với kênh Nguyễn Vũ Vlog TV ngày hôm nay, Vũ xin được phép cập nhật và chia sẻ lễ tang vị cố đạo hữu Nguyễn Thị Hà, 51 tuổi, tại khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cô Hà không may mắc căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình và các toàn thể các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng vì căn bệnh cô Hà quá nặng nên đành cô Hà tút đi hơi thở cuối cùng. Đây là sự mất mát quá đau thương mà không có gì bù đắp được đối với gia đình. Cô Hà ra đi để lại cho gia đình và người thân một nỗi đau thương mà không có gì có thể lấy lại được. Vâng, Vũ mời các cô chú anh chị và các bạn cùng Vũ vào bên trong cầu nguyện và chia sẻ để tiến đưa linh cữu của vị nơi yên nghỉ cuối cùng. Vũ xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều ạ. Và đừng quên các cô chú anh chị cho Vũ xin một lượt chia sẻ và đăng ký. Vũ xin cảm ơn. Oh.
hưng bái, hưng bái, hưng bái, hưng bái, hưng bái, cúc cung bái, hưng bái, hưng điểm ra. Họ làm được chưa mà không phải chưa làm bằng không bên đây à? Có cúc cung bái, hưng bái, hưng bái, hưng bái, hưng hưng bình thân. Quán chủ gì hả giới xuống. Thank you.
đồng ba bắt con bên tay giải thi lên chốn đò đài chân linh trong sạch ra ngoài càng khôn phép mà giải quan độ hồn khỏi tội cũng thì nhiều nắng hôi hình xanh ớt lời cô đồng tiền mở lối quyền nguyên rõ ràng bồng cốt thiên nhiên nước cam lộ rửa sạch tiền độ nhân thức giấc mộng bình lương giờ mang tiếng còn ba thoáng bên tay dẫn đi lên chốn ở đài chân linh trong sạch cứ lập chỉ của tiền đánh chân ngó cực lạc đâu hòa mà xá lợi cô đồng tiền mở lối quyền nguyên rõ ràng có cốt thiên nhiên nước cam lầu rửa thật tiền đổ nhân thân giấc mộng bình lương nhiều mang tiếng một ba con bên tay dẫn đi lên chốn ở đài chân linh trong sạch nó ra ngoài còn khôn phép giải quan độ hồn mà có tội phương điều nhiều nắm môi thường xanh ớt nhờ hồng phước chỉ linh lời âm từ tội phần vinh hương nhang nhờ hậu thổ sinh tàn tình như nghĩa chỉ tồn tha thứ tình thiền đưa tay dịch phép điều quyền ngọc thứ lập chỉ của tiền linh chân có cố trùng thiên mở lối quyền quyền rõ ràng còn cố quá tiên duyên lúc cám lầu lửa sạch tiền đấu nhân nam mô a di đà bà giả đa tha giả đa điệt giả đa di đi đô bà tỳ a di đi đa tất đa bà tỳ a di đi đa tỳ ca lam đế a di đi đa tỳ ca lam đế giả di nị giả na chỉ đa ca lệ sa bà nam mô a di đà bà giả đa tha giả đa điệt giả tha a di đi đô bà tỳ a di đi đa tất đa bà tỳ a di đi ba lại Vũ anh bước qua xếp giùm này vô. Rồi, đứng dậy. 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 Rồi, đứng d